Ok, xin chào anh em, lại là mình Ami Hoàng Sơn, kênh máy anh Cuno đây. Và ngày nay thì trong video này mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các anh em cách để mình reset setting trên các dòng máy ảnh Canon. Thì đầu tiên lý do vì sao mà anh em cần phải reset setting. Ví dụ trong trường hợp có thể là trong quá trình mình sử dụng máy ảnh, mình thay đổi những cái thông số, những cái cài đặt ấy mà mình quên mất là mình đã thay đổi cái gì. Mình không biết quay trở lại như cũ như nào. Hoặc là một cái trường hợp nữa là trong quá trình anh em cho anh em bạn bè mượn máy ảnh, xong rồi họ chỉnh linh tinh lên của mình ấy, rối tung rối mù lên mà mình không biết họ đã chỉnh cái gì, họ không biết họ đã chỉnh cái gì, thì anh em có thể dùng có một cái thủ thuật để cứu cánh để cho con máy ảnh nó quay trở lại cái trạng thái ban đầu, đó là mình reset setting. Ví dụ như ở đây trường hợp này thì mình vừa cho một người anh mượn con máy ảnh, nhưng mà bây giờ mình không biết ông ấy chỉnh cái gì, bây giờ thành ra mình không đổi được cái vùng lấy nét nữa ấy. Đấy, đây là một cái ví dụ chẳng hạn. Thì để mà mình quay trở lại cái cài đặt ban đầu bằng cách mình reset setting ấy, anh em đầu tiên ấn vào nút menu này. Thì thường trong cái menu này thì anh em hãy tìm cách là mình điều hướng được đến cái cài đặt của cái hình biểu tượng cái clear này. Sau trong cái trang của cái clear này có mấy trang ấy, thì anh em tìm cái cụm từ đó là clear on camera setting. Anh em thấy không ạ? Clear on camera setting. Thì mình đang dùng con 5D3, thì thật ra thì trên con máy ảnh Canon nào, bất kỳ con Canon nào cũng sẽ đều có cái phần menu có cái hình biểu tượng cái clear này. Và trong cái phần clear này sẽ có cái phần clear on setting này thôi. Anh em không phải quá lo lắng đắn đo là con máy mình có hay không đâu. Đấy nhá. Sau khi mà mình tìm được cái clear on camera setting này, mình sẽ ấn set. Nó sẽ hỏi mình là có muốn đồng ý không, mình sẽ ấn ok. Đấy, thì khi mà mình đã chọn xong này thì tất cả các setting sẽ quay trở lại mặc định. Đấy, mình thử xem nhá. Mình chọn điều lấy nét này. Đấy, chỉnh được rồi đấy. Ok, thế là ông anh không phải đền máy cho mình nữa rồi. Đấy, một cái trường hợp thứ hai, nếu như có những trường hợp mà anh em mặc dù đã làm như mình đã hướng dẫn mà vẫn không được ấy, thì anh em có thể tìm vào một cái phần nữa, đó là phần thường nó sẽ có ở trong phần menu này, nó có hình cái máy ảnh này với một vài cái vạch vạch dọc dọc ở dưới này, đó là phần custom setting. Thì vào trong này thì anh em hãy tìm đến một cái phần đó là clear on custom function, có đề chữ như đây, clear on custom FUNC. Đấy, thì khi mình vào đây mình chọn ấn set, sau sẽ bảo mình là có đồng ý là mình xóa hết tất cả các cài đặt cho người dùng không ấy, biến ok. Thế là được, thì tất cả những cái cài đặt nó sẽ quay trở lại mặc định. Ok, thì đấy là mình vừa hướng dẫn cho anh em cách để mình reset setting các dòng máy ảnh Canon nhá. Thì anh em cảm thấy cái video hướng dẫn nhanh kiểu này hữu ích, có thể lại một like, một đăng ký để đón xem cái video theo của chúng mình. Còn nếu bất cứ anh em nào có thêm cái thắc mắc, có những cái câu hỏi nào muốn được giải đáp thì có thể để lại câu hỏi dưới phần comment, chúng mình sẽ giúp anh em có những cái giải đáp trong thời gian sớm nhất. Ok, xin chào tất cả các anh em nha, gặp lại video sau. Mình là Hoàng Sơn.